Hello, xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 10 và rơi vào ngày thứ Bảy. Chúng ta lại kết thúc tuần thứ hai của tháng 10 rồi ha. Tuần tới sẽ là bước sang tuần thứ ba và như anh chị biết là tuần thứ ba thì sẽ có một sự kiện đối với riêng thị trường Việt Nam, đó là đáo hạn phái sinh. Đáo hạn phái sinh thì thời gian gần đây chúng ta cũng không còn thấy quá nhiều cái ảnh hưởng lớn đến thị trường nữa. Những cái thời điểm mà thị trường thanh khoản thấp á, thì chúng ta còn lo lắng anh chị ha. Nhưng mà từ đầu năm giờ càng ngày thị trường những cái mức thanh khoản càng ổn định đó, thì đáo hạn phái sinh sẽ không còn ảnh hưởng nhiều nữa. Và đặc biệt là cái xu hướng thị trường chúng ta trong vài tháng gần đây đang rất tốt. Và chúng ta thấy những phiên đáo hạn phái sinh thì thường rất là yên bình đó. Tuy nhiên thì tâm lý mọi người chắc chắn vẫn sẽ là lo sợ là có thể là thị trường kéo lên đến đáo hạn và sau đáo hạn thì sẽ giảm, đúng không? Đặc biệt là những thời gian gần đây chúng ta thấy cái mốc 1.300 vẫn là một cái mốc mà rất là cứng cựa, rất là khó nhằn. Và mình thấy nhiều room, nhiều chuyên gia người ta cũng đang bày tỏ những cái sự lo ngại. Người ta đang nói một điều là khi mà tất cả mọi người cùng hô lên thì có thể là sẽ có một cái thuyết âm mưu là sẽ đạp anh chị đó. Và người ta đang nói đến là ngân hàng đang phân phối thép thì đang tạo đỉnh, rồi bất động sản thì rất suy yếu, rồi chứng khoán cũng đang có nguy cơ tạo đỉnh, rồi rất nhiều ha, những cái nhóm ngành có nguy cơ tạo đỉnh đó. Thì người ta đang có những cái góc nhìn rất là tiêu cực về thị trường lúc này. Vậy thì chúng ta làm sao anh chị? Liệu rằng chúng ta đang ở số đông hay là đang ở số ít đó? Số đông hay là số ít thì rõ ràng là chúng ta không biết ai thống kê cái điều đó, đúng không anh chị? Những cái người tiêu cực thì người ta sẽ nhìn là số đông hiện tại đang hô lên đó, nhưng mà đâu có ai thống kê được là số đông đang hô lên đâu, không ai thống kê được, đúng không? Còn những người tích cực thì người ta lại nói là số đông đang hô là không vượt được 1.300 đó. Vậy thì cũng chẳng có ai thống kê được rằng số đông đang hô là không vượt được 1.300 đó. Thì về quan điểm của Tùng trong cả 1 tháng, 2 tháng luôn ha, gần đây thì mình vẫn liên tục nói với anh chị cuối năm nay sẽ là sóng mạnh. Thậm chí cái thời điểm đầu năm, chúc Tết đầu năm, mình vẫn đưa ra cho anh chị một con số là cuối năm nay thị trường sẽ có sóng và đi lên cái vùng 1.450, đúng không? Ngay giai đoạn đầu năm mình đã nói điều đó rồi. Vậy thì đến thời điểm này chúng ta còn sợ hay không chị? Khi mà một năm trôi qua, chưa đến một năm ha, nhưng gần một năm trôi qua, đến thời điểm này là thời điểm tháng 10 rồi, chúng ta chỉ còn khoảng 2-3 tháng nữa là kết thúc một năm mới. Và đến thời điểm này chúng ta vẫn đang dậm chân, ở cái mốc 1.300 đó. Vậy thì thế nào anh chị ha? Liệu rằng chúng ta có vượt được hay không? Mình sẽ đưa những cái liều doping để tiếp tục củng cố tinh thần cho anh chị trong video này. Cho nên mọi người cố gắng theo dõi. Và video này mình sẽ nói về những cái cơ hội để thị trường vượt. Mình sẽ không nói quá nhiều về các cổ phiếu anh chị nhé, để cho mọi người có niềm tin hơn về thị trường ha. Rồi, 1.300 vượt vũ môn. Liệu rằng khi nào nó sẽ vượt? Anh chị có nhớ rằng trong tuần trước mình cũng làm một cái thumbnail tựa như thế này, cũng là con số 1.300 và mình nói cái chữ độc đảo, đúng không? Cái giai đoạn đó thị trường chưa chỉnh, chưa test cái nhịp vừa rồi về 1270. Khu vực đó nó đang ở gần 1290. Thì mình có nói có chỉnh, thì chỉnh xong rồi nó cũng sẽ đi lên lại thôi. Nó chỉ có một con đường duy nhất là phải vượt 1.300. Và đến thời điểm này nó sẽ phải vượt thôi anh chị. Không thể nào không vượt được anh chị ha. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ bước vào nội dung chương trình ha. Nhưng trước tiên thì nhân ngày thứ Bảy đẹp trời, anh chị hãy dành ra vài giây để anh chị like, ủng hộ cũng như là chia sẻ video này để giúp Tùng lan tỏa nhiều hơn. Kết thúc video anh chị nhớ để lại những bình luận, thả những trái tim màu tím để chúng ta cùng nhau có thêm năng lượng giúp thị trường vượt vũ môn trong tuần tới anh chị nhé. Cơ hội thì chắc chắn là sẽ còn nhiều, kể cả sau khi thị trường vượt 1.300. Sau 1 tháng, sau 2 tháng vẫn liên tục có cơ hội. Thị trường vượt được cản siêu cứng là cơ hội nó mở rộng. Kể cả anh chị mua sau, mua trễ vẫn có rất nhiều cơ hội. Cho nên mọi người yên tâm và mở tài khoản tại SSI để đồng hành cùng với Tùng ha. Đó. ID tại SSI là 2758. Cả nhà có thể quét trực tiếp QR code ngay bên dưới để chúng ta mở tài khoản, hoặc nếu có sẵn tài khoản SSI rồi thì anh chị có thể là chuyển ID về 2758 ha. Ngoài ra mở tài khoản tại Gem theo ID BR8351, hoặc nếu có sẵn tài khoản ở Gem rồi thì anh chị cũng chuyển ID về được. Gem là bên cung cấp margin tỷ lệ cao lên đến 28 anh chị nhé. Và ngoài ra thì phái sinh cũng có một tỷ lệ margin rất cao, thì chị bỏ ra 4 triệu là chúng ta có thể giao dịch một hợp đồng phái sinh rồi, rất là tốt ha. Tuy nhiên margin cao là con dao hai lưỡi, cho nên một lần nữa thì mình có một lời khuyên cho anh chị, đó là chúng ta phải tìm những cổ phiếu có điểm mua thực sự an toàn thì mới nên tham gia đánh margin cao. Tại vì chỉ cần cổ phiếu giảm 5% mà margin cao, nó sẽ làm cho anh chị thua lỗ 10 cho đến 20% rất là nặng nề ha. Vì vậy phải chọn những cái điểm mua mà có sức an toàn cao nhất, hạn chế FOMO. Rồi, số điện thoại của Tùng là 0902986119. Welcome tất cả anh chị về với đội của Tùng cũng như là anh em ITB ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào điểm một số thông tin của phiên giao dịch cuối tuần ngày hôm qua. Sau đó chúng ta sẽ phân tích thị trường. Ngày hôm qua anh chị thấy là trong phiên thì mình liên tục đưa ra doping để giúp cho anh chị yên tâm về thị trường ha. Thì cuối phiên thị trường là đảo chiều và đóng cửa 1288.39, con số thần tài luôn ha. Đó, và tăng 2 điểm. VN30 thì hôm qua cũng tăng gần 2 điểm. Đó, và đóng cửa 1362.5. Hôm qua chúng ta thấy là số lượng cổ phiếu tăng thì vẫn vượt trội hơn, 195 mã tăng và chỉ có 160 mã giảm, và những cái mức giảm thì giảm không đáng kể. Ví dụ như anh chị nhìn những cái cổ phiếu giảm thì như Techcom hoặc là SI gì đó, thì những cái mức giảm nó chưa tới 1%, hoặc là những cái cổ phiếu giảm nhiều hơn thì nó cũng chỉ hơn 1% một chút xíu thôi. Đó, tức là cái mức giảm nó không đáng kể và chúng ta chỉ coi nó là rung lắc là chính thôi ha. Rồi các cổ phiếu tác động tích cực đến thị trường ngày hôm qua thì chính là VinHome. Tiếp theo chúng ta có Maxan, Vietjet, VRE, VPBank, HCM và CTG. Trong đó thì HCM là cổ phiếu tăng gần như tốt nhất cái nhóm chứng khoán ngày hôm qua, và nó tạo một cái động lực giúp cho nhóm chứng khoán đang từ đỏ quay trở lại xanh vào cuối phiên. Với một cái thông tin là HCM chuẩn bị phát hành cổ tức cho cổ đông hiện hữu ha. Rồi. Đối với các cổ phiếu giảm ngày hôm qua, chúng ta có FPT, Vietcombank, BID, Liên Việt, Thế Giới Di Động, Techcombank, PAO và GVR. Khối ngoại ngày hôm qua quay trở lại bán 318 tỷ, tuy nhiên mức bán thì không quá nhiều. Đó, họ bán những cổ phiếu như VinHome, FPT, rồi SSI, VPBank, Vinamilk. Ở chiều mua thì mua Masan, Techcombank, Eximbank. Về tự doanh thì ngày hôm qua tiếp tục là một phiên mua ròng. Chúng ta thấy phiên mua ròng thứ tư ha, và số lượng mua ròng là 134 tỷ. Mua nhiều nhất là Hòa Phát, tiếp theo là HAH. Ở chiều bán thì họ bán chứng chỉ quỹ là nhiều nhất. Về thanh khoản thị trường thì ngày hôm qua là một phiên thanh khoản thấp hơn so với ngày thứ năm. Mặc dù nhìn điểm số thì thấy thị trường tăng 2 điểm, nhưng mà thực ra anh chị nhé, cái mức tăng này nó chỉ kéo vào trở lại vào cuối phiên và ATC thôi. Còn nguyên trong phiên là anh chị thấy thị trường đỏ. Mà đối với tức là cái bản chất phiên ngày hôm qua gần như hết thời gian cả phiên thị trường đỏ với một cái mức thanh khoản thấp, thì mình vẫn đánh giá là cực kỳ tích cực. Đó. Tức là phiên nào mà thị trường gần như hết cả phiên thiên về cái đà tăng mà thanh khoản cao. Sau đó những cái phiên mà cả phiên thiên về cái việc giảm thanh khoản thấp thì nó là tích cực, nó cho chúng ta thấy thời gian tới cái cửa mà thị trường đi lên là rất cao. Những cái dấu hiệu đó là dấu hiệu cho thấy thị trường đang chuẩn bị rớt out để bước vào một con sóng rất là lớn luôn. Đó, cứ những phiên tăng thanh khoản cao, những phiên giảm thanh khoản thấp. Đó là một trong những dấu hiệu anh chị nhé. Rồi. Đối với các cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều trên sàn HOSE ngày hôm qua thì chúng ta cũng chỉ thấy hai mã đỏ là Thế Giới Di Động giảm 0,8% và Techcombank giảm 0,4%. Còn lại là một màu xanh ha. Trong đó thì ngân hàng thì có VPBank tăng 0,7%, Tiên Phong Bank tăng 0,3%. Rồi Đối với nhóm chứng khoán thì chúng ta có HCM tăng 2,6%, ORS tăng 1,8%, VX tăng 0,4%. Rồi, nhóm nhà họ Vin thì có VinHome tăng 3,4% và VRE tăng 3%. Nhóm thép thì có đại diện Hòa Phát tăng 0,2%. Ok, đối với thị trường thế giới ngày hôm qua thì nó có một cái sự phân hóa. Tuy nhiên cái chỉ số mà mọi người hay dùng để tham chiếu đó là Dow Jones thì tối hôm qua Dow Jones tiếp tục vượt đỉnh và tăng đến hơn 400 điểm. Rồi, giá dầu ngày hôm qua thì cũng tăng và đóng cửa tạm thời ở cái vùng 75,49 đô, gần 75,5 đô ha. Ok, vậy thì chúng ta sẽ quay qua cái phần phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy là Dow Jones sau những cái lần cứ lên rồi chỉnh thì lần này lên và tích lũy trong vòng 2 tuần, sau đó lại tiếp tục vượt đỉnh. Những cái thông tin vĩ mô của Dow Jones ra vừa công bố thì nó vẫn rất là tốt luôn chị. So với cùng kỳ cái chỉ số CPI lạm phát thì vẫn rất tốt. Chẳng qua là nó cao hơn dự báo một chút xíu thôi. Dự báo của chuyên gia cao hơn một chút xíu, nhưng mà so với cùng kỳ thì CPI vẫn là giảm. Rồi chỉ số thất nghiệp cũng vậy. Chỉ số thất nghiệp thì có tăng cao. Tuy nhiên thì so với dự báo thì nó vẫn rất là ổn định. Đó. Và ngoài ra thì tạm thời chỉ số thất nghiệp tăng cao là do ảnh hưởng bởi cơn bão rất là mạnh của Mỹ trong tuần vừa qua. Đó. Cho nên những cái thông tin vĩ mô thì đến lúc này đối với thị trường Mỹ cũng không có gì xấu. Về chỉ số Dow Jones thì vẫn tiếp tục tăng và vượt đỉnh. Thì ha. Rồi. Thì đối với trong nước chúng ta thì trong thời gian vừa qua chúng ta cũng thấy một cái thông tin tích cực liên quan đến việc là GDP của tháng 3. Sorry anh chị, GDP của quý 3 thì vẫn rất tốt, vẫn tăng trưởng. Và dự kiến một cái bài báo mà Tùng vừa đọc tối hôm qua thì dự kiến là GDP trong quý 4 sẽ tiếp tục duy trì ở cái ngưỡng trên 7% và phấn đấu cả năm đạt con số GDP tăng trưởng trên 7%. Và lọt vào top 30 quốc gia trên thế giới có mức GDP tăng cao nhất thế giới. Đó anh chị ha. Cho nên chúng ta vẫn đang thấy là vĩ mô chúng ta cũng chẳng có gì xấu. Vấn đề tại sao thị trường chưa lên? Thì vấn đề duy nhất là mọi người vẫn đang còn nghi ngờ. Đến thời điểm mà thị trường chính thức vượt 1.300 thì anh chị sẽ thấy là lúc đó mọi người sẽ hết nghi ngờ và dòng tiền sẽ nhảy vào ủng hộ. Đó. Vậy thì giai đoạn này đang là giai đoạn gì anh chị? Giai đoạn huy động tiền. Giai đoạn cho những người lo lắng, cho những người chốt lại ngắn hạn, rời khỏi tàu. Có thể chúng ta sử dụng một từ đó gọi là thay máu cổ đông. Anh chị ha. Thì giai đoạn này chính là cái giai đoạn mà sẽ thay máu những người mà không kiên nhẫn được. Hoặc là những người mà cảm thấy là thị trường sẽ tiêu cực thì những người đó sẽ bị thay thế, và những người tin tưởng vào thị trường, tin tưởng vào các cổ phiếu trong thời gian sắp tới thì họ sẽ lên tàu. Sau khi kết thúc giai đoạn này thì thị trường sẽ chính thức vượt qua 1.300, và sau khi vượt 1.300 thì có thể là sẽ chỉ rung lắc ở đó 1 cho đến 2 tuần và sau đó sẽ tiếp tục đi lên rất mạnh. Và cái mục tiêu của chúng ta vẫn là 1.450 anh chị ha. Đấy. Những cái mục tiêu của chúng ta thì vẫn đang nằm y nguyên đây, không có gì thay đổi anh chị nhé. Đây là một cái mũi tên mà Tùng vẽ cho đến năm sau. Tuy nhiên năm nay thì chúng ta sẽ đạt một cái mục tiêu này trước thôi. Đó. Còn những cái mũi tên này là vẽ hơi dài một chút anh chị ha. Vẽ hơi dài một chút dành cho năm sau. Rồi. Mục tiêu năm nay của chúng ta là khoảng khu vực này 1450. Rồi thì tóm lại là những cái mục tiêu thì nó vẫn đang nằm nguyên và chúng ta chỉ chờ một thời điểm rớt ao thôi. Và lúc này chúng ta đang thấy nó cận kề rồi anh chị, nó đang bị dồn vào chân tường. Anh chị thấy những cái lần mà mẫu hình tam giác á, hay là bất kỳ mẫu hình nào khi mà nó dồn vào chân tường rồi thì nó chắc chắn là phải có một cái cú rớt ao. Một cái cú rớt ao nó phải xảy ra. Đó, bị dồn sát rồi. Nhìn lúc này nè, những cái lúc mà con đường nó còn thênh thang rộng mở, xong rồi bắt đầu đường nó hẹp dần, đường hẹp dần. Và đến bây giờ nó đang bị ép rất là sát ở đây và chuẩn bị cho một cú vượt. Dĩ nhiên là nó vẫn có thể là rơi xuống, nhưng quan điểm của mình thì vẫn là sẽ vượt. Rồi, vậy thì quay lại đối với EG thì chúng ta nói rồi. Đối với đồ thị tháng thì chúng ta chuẩn bị đi ra khỏi mây. Anh chị thấy không? Đồ thị tháng chuẩn bị đi ra khỏi mây thì bao giờ nó cũng sẽ có một trong hai trường hợp. Một là rơi về mây, hai là sẽ vượt lên và sẽ đi lên rất mạnh. Đó. Thì lúc này chúng ta đang thấy nè, những giai đoạn quá khứ anh chị thấy thị trường nè, nó cũng vào mây nè. Cái giai đoạn năm 2020 sau khi nó đi ra khỏi mây thì nó tăng rất là mạnh. Dĩ nhiên tăng xong nó sẽ có những cái thời điểm nó test lại, nhưng mà test xong lại tăng tiếp. Cứ đi ra khỏi mây là cơ hội tăng cũng có. Nói chung là xác suất, nó là câu chuyện xác suất. Nhưng lúc này nhìn cái độ nén của thị trường thì mình thiên về cái xác suất tăng nhiều hơn. Dĩ nhiên là nó vẫn có những cái rủi ro quay lại, nhưng đánh giá cái điều đó nó không cao anh chị nhá, đánh giá điều đó không cao. Rồi, đó là đồ thị tháng ha. Nhìn những cái đồ thị khác thì đồ thị tuần chúng ta thấy là cũng đang có một cái sự nén rất chặt. Lúc này ở bên dưới đây là cái vùng mây. Dĩ nhiên là rủi ro thì mình đánh giá là vẫn luôn có, nhưng mà đối với thị trường thì chúng ta đang thấy là nó liên tục nâng đáy lên ha. Những cái vùng đáy thấp nâng lên những cái đáy cao hơn, đáy cao hơn, đáy cao hơn, đáy cao hơn, và liên tục là đáy cao hơn. Cho nên lúc này chúng ta cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Trong những tháng gần đây thì chúng ta thấy là từ tháng 4 thì chúng ta có đáy ở vùng 1160. Đến tháng 8 thì chúng ta có đáy ở vùng 1190. Đến tháng 9 thì chúng ta có đáy ở 1240. Gần nhất tháng 10 thì chúng ta có đáy ở khoảng quanh 1270. Và trong tuần vừa rồi thì tạm thời chúng ta chỉ test về 1283 vào phiên ngày hôm qua thôi. Đó, anh chị thấy liên tục là những cái vùng nâng đáy lên. Rồi, đối với EG mà nhìn vào cái khung daily á, thì anh chị thấy là lúc này nó đang có một cái sự tích lũy cực kỳ chặt luôn. Và trong tuần tới thì mình có chia sẻ với anh chị rồi, trong 5 phiên tuần tới thị trường hoàn toàn có thể bùng nổ. Tại vì hai kiếm của EG nó siết rất là chắc anh chị. Nó siết rất là chắc. Và thời điểm tăng mạnh nhất nó sẽ rơi vào thời điểm là hai phiên đầu tuần, thứ hai, thứ ba, hoặc nó sẽ rơi vào thời điểm cuối tuần là thứ sáu. Đó là hai thời điểm trong tuần tới hai kiếm của EG nó mạnh nhất anh chị. Đó, giữa tuần thì thứ tư, thứ năm thì kiếm nó tách ra. Đó, nhưng mà đâu đó đến tầm thứ sáu kiếm nó lại siết lại. Cho nên thị trường nó sẽ mạnh nhất vào thời điểm hai phiên đầu tuần hoặc là cái phiên cuối tuần. Và nói thì nói như vậy, nhưng mà bất kể 5 phiên trong tuần tới, phiên nào cũng có cơ hội để thị trường vượt vũ môn hết, vượt 1.300 hết anh chị. Đó, phiên nào cũng có cơ hội hết. Rồi, vậy thì lúc này cái hành động của chúng ta là gì anh chị? Hành động của chúng ta là tiếp tục yên tâm nắm giữ hàng. Thị trường khi mà vượt 1.300 thì về quan điểm của Tùng sẽ là ngành nào cũng tăng, nhóm nào cũng tăng. Đó. Và vấn đề là sau khi vượt 1.300 thì chúng ta sẽ phải cần cơ cấu lại. Tại vì thường nhá, mình chia sẻ với anh chị, sau khi vượt đỉnh xong thị trường nó phải tích lũy lại. Đó, những giai đoạn quá khứ chúng ta thấy cái điều này. Đây nè. Cái giai đoạn năm 2021 này, sau khi vượt đỉnh xong thì thị trường nó đi lên, nó rung lắc tích lũy lại. Và cái giai đoạn tích lũy này sẽ là giai đoạn mà anh chị làm gì? Cơ cấu. Nhớ nha, sau khi vượt 1.300 xong thì sẽ có những nhóm ngành, có những cổ phiếu chúng ta cần phải cơ cấu. Có những cổ phiếu chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ. Rồi, thị trường vẫn đi lên, cổ phiếu vẫn đi lên, nhưng cổ phiếu nào yếu sẽ nên cơ cấu để tập trung vào cổ phiếu mạnh. Và đây chính là cái giai đoạn cần phải cơ cấu. Rồi, tiếp tục là cái giai đoạn khác cũng vậy. Anh chị thấy là những giai đoạn thị trường đi lên, sau khi vượt đỉnh thì nó cũng phải tích lũy lại để cho anh chị cơ cấu. Nó luôn có những cái giai đoạn như thế này. Và cái giai đoạn này gọi là những cái giai đoạn mà cơ hội gần như cuối cùng để cho anh chị cơ cấu vào những cái nhóm ngành mạnh nhất, tốt nhất. Đó, thị trường luôn luôn là vậy ha. Sau khi vượt đỉnh xong là thì nó phải xảy ra cái giai đoạn cơ cấu. Và nếu mà mọi người không cơ cấu, mọi người sẽ bỏ lỡ nguyên một con sóng sau đó của thị trường. Tại vì chúng ta nắm giữ những cái cổ phiếu yếu nhất là coi như là chúng ta lỡ sóng luôn anh chị ha. Rồi, nếu mà nói về EG thì trong tuần tới chỉ có cơ hội tăng thôi. Còn những cái lực hút tạo ra bởi khách sạn thì cái tuần cuối tháng 10 nó mới có tạo lực hút. Và cái lực hút này nó chỉ xảy ra nếu chúng ta vượt đỉnh 1.300. Tức là sau khi vượt thì nó sẽ mở một cái khách sạn hút giá xuống anh chị. Đó, cho nên mình mới nói là cái giai đoạn sau đó sẽ là giai đoạn thị trường nó rung lắc từ 1 đến 2 tuần ở cái vùng trên 1.300. Đó, để cho anh chị cơ cấu là vậy. Tức là nó sẽ rung lắc, nó lên khoảng 20 điểm, 30 điểm nó lại test lại 1.300. Và đó là thời điểm để cho chúng ta hoàn toàn thoải mái trong việc cơ cấu. Đó, sau khi cơ cấu xong, sau khi thị trường tích lũy ở cái vùng trên 1.300 xong, nó sẽ chính thức chạy tiếp và thậm chí chạy rất mạnh và rất nhanh anh chị ha. Thường những giai đoạn mới đầu vượt thì nhà đầu tư vẫn nghi ngờ, có những người chờ vượt để chốt lời. Đó, có những người chờ vượt để mua, cho nên thị trường nó sẽ rung lắc tương đối ở vùng đó. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ thấy được là thị trường nó sẽ tiếp tục mời mọi người lên tàu cũng như là mời mọi người xuống tàu. Những người cần lên tàu thì sẽ lên, những người cần xuống tàu thì sẽ xuống. Sau đó thì thị trường nó sẽ tiếp tục di chuyển anh chị nhé. Đấy. Rồi, đây những cái mẫu hình mà chúng ta vẽ thì đến bây giờ nó vẫn cứ nằm y nguyên đây. Nó chẳng có vấn đề gì gọi là khác biệt xảy ra cả. Vẫn là những cái mẫu hình rất đẹp và đến thời điểm này chuẩn bị chờ bung lụa thôi anh chị. Chuẩn bị chờ bung lụa thôi ha. Ok, thì đây là một cái liều doping mà mình muốn dành cho anh chị. Và ngoài ra chúng ta hãy nhìn vào chỉ số tâm lý. Lúc này chúng ta thấy chỉ số tâm lý nó hoàn toàn đi ở vùng trung tính. Chỉ số RSI nó cũng hoàn toàn ở cái vùng trung tính. Tuy nhiên nó trên mức 50. RSI mà trên mức 50 và chưa rơi vào vùng quá mua thì cơ hội tăng của thị trường sắp tới rất là mạnh anh chị nhé. Nói chung là nhìn tất cả các chỉ báo lúc này chẳng có chỉ báo nào gọi là phản ứng xấu đối với thị trường. Tất cả mọi thứ đều ủng hộ cho thị trường đi lên. Rồi, vậy thì chúng ta một cái lời khuyên nữa là anh chị hãy nên hoàn toàn tin tưởng vào thị trường ha. Và thậm chí nếu mà phiên thứ hai á, có những cái cổ phiếu nào còn điểm mua anh chị cứ mạnh dạn mua đi. Đó, nếu chúng ta mua được sóng ngành thì tốt. Nếu chúng ta chưa mua được sóng ngành thì chúng ta cứ tạm thời mua những cổ phiếu của nhóm ngành khác có điểm mua để chúng ta đánh T cộng. Sau khi đánh T cộng, thị trường đánh lên vượt 1.300, những cái thời điểm hưng phấn đó anh chị hoàn toàn có thể chốt lại T cộng. Sau đó chúng ta chờ thị trường rung lắc, cổ phiếu rung lắc để chúng ta nhảy vào những nhóm cổ phiếu có sóng ngành. Chính là cái giai đoạn mà hồi nãy Tùng nói là anh chị cần phải cơ cấu. Cơ cấu chứ không phải là bán nhá. Cơ cấu là để tỉa cỏ, trồng hoa, bán cổ phiếu yếu, mua cổ phiếu mạnh, chứ không phải là bán toàn bộ danh mục nha. Thị trường vượt 1.300 chúng ta không bán toàn bộ danh mục mà chúng ta chỉ chốt lời T cộng hoặc cơ cấu cổ phiếu yếu để mua vào cổ phiếu mạnh, và sau đó chờ thị trường tiến lên ga tiếp theo 1.450. Sau khi vượt 1.300 thị trường sẽ tiến lên ga 1.450 chị nhá. Rồi, đó là những cái chia sẻ về thị trường. Thì không biết là mọi người có đồng quan điểm với Tùng không? Nếu anh chị nào đồng quan điểm với Tùng, anh chị hãy cho Tùng xin 4 con số 9 vào phần bình luận. Nếu anh chị nào nghĩ rằng thị trường không thể đạt được những điều đó thì anh chị hãy để 4 con số 0 vào phần bình luận. Rồi, ok. Ôi, vậy thì thị trường quá đẹp. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích sơ qua một số nhóm ngành ha, để anh chị coi coi là Lúc này cơ hội đi lên trong tuần tới là thế nào? Đầu tiên nói về những cái nhóm ngành yếu nhất trên thị trường đi ha. Cái nhóm ngành trong video gần nhất thì mình cũng có phân tích, đó là bất động sản. Bất động sản hiện tại đang yếu, tại vì nó có những cổ phiếu phá đáy và thời gian vừa qua gần như anh chị không kiếm được lãi. Tuy nhiên bất động sản chị thấy trong phiên ngày hôm qua nó khác biệt hả? Nó khác biệt ở chỗ là nó đã bắt đầu đi lên trở lại. Đó. Dĩ nhiên đối với cái nhóm này thì mình nói là cơ hội đi lên để mà có một con sóng dài 30-50% thì nhóm này nó không có trong giai đoạn sắp tới. Từ thời điểm này cho đến giai đoạn sắp tới nó sẽ không đem lại lợi nhuận lớn như vậy cho anh chị, chắc chắn. Tuy nhiên để mà anh chị đang có hàng á, thì anh chị vẫn có thể tiếp tục nắm giữ và chờ những cái thời điểm thị trường vượt 1.300 để anh chị bán ra cái nhóm cổ phiếu này nha. Hiện tại cứ nắm giữ đi, thị trường vượt 1.300 bất động sản cũng sẽ tăng theo. Và chính bất động sản tăng thì nó mới tạo ra một phần công sức để giúp thị trường vượt 1.300. Cho nên tạm thời anh chị cứ nắm giữ. Đó. Mua thì mình sẽ không khuyến nghị mua nữa, tại vì nó không còn điểm mua T cộng đẹp. Nhưng nắm giữ thì vẫn còn, dành cho anh chị nào đang có hàng ha. Đó. Anh chị nhớ cái giai đoạn cuối tuần trước mình cũng nói rồi, ai mà thích mua bất động sản T cộng thì căn đầu tuần vừa rồi mua, đúng không? Đầu tuần vừa rồi có những cổ phiếu nó giảm về gần hỗ trợ, thì đó là những thời điểm anh chị mua tốt. Còn bây giờ thì không phải, chị ưu tiên cho việc nắm giữ, chờ vượt 1.300 lên những cái vùng cản thì chúng ta bán ra. Đó, ví dụ như con HDC lên những cái vùng đỉnh cũ quanh vùng 27.5, 28 gì đó là cái vùng mà anh chị xem xét bán ra con này là ok. Đó, trong 1 đến 2 tuần tới nó lên là anh chị bán là vừa đẹp. Những con khác cũng tương tự như PDR, nếu anh chị đang có hàng thì một lần nữa nó quay lên quanh cái vùng đỉnh cũ khoảng tầm 23 là anh chị cũng bán đẹp. Đất xanh cũng tương tự ha, lên quanh cái vùng đỉnh cũ khoảng tầm 16 năm cho đến 17 là cái vùng anh chị bán là đẹp. Đó. Hoặc là những con yếu hơn như DG thì cũng chỉ lên những cái vùng như là 23.5 là anh chị bán là đẹp thôi, không nên kỳ vọng nhiều hơn. Novaland cũng tương tự, lên những cái vùng cản cũ nữa, lên tầm 11.8 cho đến 12 là anh chị bán là đẹp. Cản dao găm, mây mưa tùm lum ở phía trên này nó sẽ rất là khó đi lên. Hoặc là những con ở phía trên như là Khang Điền, lên quanh những cái vùng đỉnh cũ anh chị vẫn bán. Đối với những cái cổ phiếu này như Khang Điền nó nằm ở phía trên này, anh chị giữ dài cũng được. Nhưng mà mình đang nói theo cái tư vấn cho anh chị theo cái hướng là chúng ta bán cơ cấu, có thể là giai đoạn tới nó sẽ không lên được nhiều thì chúng ta tập trung vào sóng ngành, anh chị sẽ kiếm được nhiều hơn. Còn nắm những cổ phiếu này thì từ từ nó cũng sẽ lên. Còn Khang Điền nó đang nằm ở những cái vùng tích lũy trên cao này thì mình đánh giá từ giờ đến cuối năm nó vẫn lên và đến năm sau nó vẫn tiếp tục lên, nhưng nó sẽ chậm hơn những cái nhóm ngành có sóng ha. Cho nên mình đang nói cơ cấu theo cái chiều hướng tư vấn anh chị tối ưu hóa lợi nhuận hơn, đúng không? Rồi Nam Long cũng tương tự. Đó, Nam Long nè, cũng đang Nam Long thì đang tích lũy theo một cái mẫu hình tam giác rất là đẹp anh chị. Đó. Nam Long nó tích lũy hơi đẹp á. Thì nếu sắp tới thì Nam Long đi lên thì tạm thời anh chị cứ bán, chừng nào mà nó rất ao ra khỏi cái đường kênh giá giảm này thì anh chị có thể mua lại sau. Nói chung là Nam Long và Khang Điền là hai cổ phiếu bất động sản mình đánh giá là giai đoạn cuối năm và thậm chí năm sau sẽ đi lên được ha. Nhưng nó vẫn sẽ yếu hơn những cái nhóm ngành khác. Ví dụ nó sẽ yếu hơn ngân hàng, nó sẽ yếu hơn chứng khoán. Và thậm chí yếu hơn khu công nghiệp luôn. Và thậm chí yếu hơn những cổ phiếu trụ khác như là VinHome, Masan luôn. Anh chị ha. Rồi. Nhưng mà nhìn nó tích lũy mẫu hình tam giác này thì tương đối đẹp. Chỉ có một điều lo lắng là có thể là nó sẽ còn mất khoảng 1-2 tháng nữa. Nó đi đến cái đoạn cuối tam giác này thì lúc đó anh chị sẽ còn mất rất nhiều thời gian. Đúng không? Nó đang giai đoạn tích lũy thôi. Đó. Lỡ mà nó chỉ đi lên rồi nó lại test lại, linh sinh lại mất 2 tháng nữa thì anh chị ôm cổ phiếu hoài, anh chị không có lại. Trong khi những nhóm cổ phiếu khác nó cứ tăng. Đó. Thì đây là cái nhóm bất động sản ha. Nhóm bất động sản thì chúng ta còn có VinHome. Thì VinHome thì thực ra tăng mạnh rồi. Nếu mà nó test lại thì anh chị vẫn có thể mua được ở quanh cái vùng giá khoảng tầm 42 cho đến 43. Đó. Thì thực ra là vẫn mua được, nhưng mà giai đoạn tới thì VinHome có thể là nó cũng sẽ chậm hơn những cái nhóm ngành khác. Tại vì cổ phiếu này nó đã trải qua một cái giai đoạn tăng giá rồi. Nhưng mà mình vẫn đánh giá là nếu sắp tới mà tích cực á, thì VinHome nó vẫn có thể đi lên tiếp, lên được cái vùng khoảng tầm hiện tại là giá 43 đúng không? Có thể nó sẽ hướng lên được vùng 48 cho đến 50. Chỉ lên đến tới đó thôi. Chứ nó sẽ không còn dư địa tăng hơi nhiều hơn nữa. Đó. Còn giai đoạn trước thì nó đã tăng từ 36 lên đến 45. Thì nó đã rất nhiều lợi nhuận rồi đúng không? Giai đoạn tới nó sẽ còn đi lên, nhưng mà cái dư địa lên nó sẽ không còn nhiều. Khoảng đâu đó tầm 48, hoặc là nếu mà tích cực hơn thì nó lên được khoảng tầm 50 thôi. Đó. Vậy thì cái vấn đề chính của chúng ta vẫn là cái câu chuyện lựa chọn cổ phiếu nào có dư địa tăng tốt nhất, dài nhất trong thời gian tới và khỏe nhất, đúng không? Rồi, cái nhóm ngành ngân hàng. Nhóm ngành ngân hàng thì lúc này chúng ta vẫn đang thấy có những cổ phiếu vẫn đang gần điểm mua, ví dụ như VAB quanh vùng giá 19 hoặc là OCB. Ngày hôm qua mình cũng liên tục nói với nhiều anh chị là OCB vẫn đang có điểm mua. Còn những cái cổ phiếu ngân hàng khác khỏe hơn thì nó gần như là nó cũng chưa chịu chỉnh mấy. Nhưng mà về quan điểm của mình á, trong tuần tới thì nhóm ngân hàng nó cũng sẽ không chỉnh nhiều, và thậm chí nó sẽ quay lại những cái vùng đỉnh ngắn hạn để góp sức giúp thị trường vượt 1.300. Nhưng sau khi thị trường vượt 1.300 thì khả năng cái nhóm này nó sẽ có một cái áp lực bán trong ngắn hạn, và nó sẽ phải tiếp tục chỉnh, và cái cơ hội chỉnh đó chính là cái cơ hội để chúng ta mua vào. Thì ha, có thể nó sẽ mất nhiều thời gian hơn chút đó. Nhưng mà sắp tới thì mình tin rằng cái nhóm này nó cũng sẽ phải chỉnh để cho anh chị có cơ hội mua vào. Vậy thì trong tuần tới anh chị cũng không cần thiết phải FOMO, hoặc là ai muốn mua thì cũng chỉ nên mua trước một phần thôi, và chúng ta vẫn để dành ra cái tỷ trọng lớn để chờ những cái nhịp rung lắc điều chỉnh sau đó để chúng ta mua vào ha. Đó. Tiên Phong Bank cũng vậy, Sacombank thì cũng tương tự thôi, hoặc là MSB cũng tương tự thôi. MSB thì đang gần điểm mua hơn. Đó, anh chị nào thích thì vẫn có thể xem xét, nhưng mà ít thôi. Nếu anh chị nào đánh T cộng á, thì trong trường hợp thứ hai mà ngân hàng nó giảm thêm một chút nữa, anh chị có thể mua vào. Sau đó thị trường kéo vượt 1.300 thì anh chị chốt lời T cộng cũng được. Rồi sau đó lại chờ một cái nhịp chỉnh sau nữa thì chúng ta lại mua vào lại, thì cũng là ok. Dĩ nhiên những cái điểm mua T cộng này thì mình không khuyến nghị anh chị full hàng, tại vì lúc này nó không có một điểm mua thực sự an toàn. Đấy, cho nên ai muốn mua thì mua một phần nhỏ và kiểu như là chúng ta kiếm một cái lợi nhuận cho T cộng, chờ cái cú vượt 1.300 để chúng ta bán ra thôi ha. Đó, chứ không có khuyến nghị anh chị full hàng đối với cổ phiếu ngân hàng lúc này. Rồi những cái cổ phiếu ngân hàng khác cũng tương tự này, như ACB này, nó đang test lại. Thì đối với cổ phiếu này test lại quanh vùng 26 hoặc là dưới 26, anh chị vẫn có thể mua được. Nếu thứ hai nó vẫn cho cơ hội ngân hàng chỉnh một ít thì anh chị hoàn toàn có thể vào mua T cộng được ha. MBB cũng tương tự. Đó, những cái vùng này thì cũng có thể xem xét được là 25, quanh cái vùng 25 cho đến 25.x thì cũng được. Đó là một số cổ phiếu ngân hàng anh chị có thể chú ý ha. Tuy nhiên thì cứ đợi vượt 1.300 đi, mình sẽ tiếp tục khuyên anh chị lại cơ cấu, kể cả anh chị đang nắm ngân hàng. Nhưng mà nếu anh chị đang nắm ngân hàng thuộc ngân hàng top 2 hoặc top 3 thì chúng ta cũng sẽ cơ cấu sang những ngân hàng top 1. Ngân hàng top 1 đối với quan điểm của mình là gì anh chị? Ngân hàng top 1 vẫn là Tiên Phong Bank, Sacombank, MSB và có cả VAB nữa. Trong giai đoạn này VAB chưa chạy mạnh, nhưng mà mình đánh giá giai đoạn tới nó sẽ chạy bù anh chị ha. Nó sẽ chạy vì quý tư chứ không phải chạy vì quý ba nữa. Rồi BVB này cũng là một cổ phiếu mà anh chị xem xét mua được, hiện tại đang ở cái vùng mua luôn. Nhóm chứng khoán thì có vẻ cứng cựa, cho nên những vùng này nếu mà thứ hai mà chứng khoán không giảm nữa thì anh chị nào vẫn chưa có hàng, anh chị vẫn có thể mua được ha. SSI thì chờ nó giảm về cái vùng test, về cái vùng hỗ trợ bên dưới đỉnh cũ, nhưng mà nó chưa test thì đôi khi chúng ta có thể chấp nhận mua trên cao đó. Tuy nhiên thì nếu mà mua trên cao nó không phải là điểm mua đẹp thì anh chị cứ mua khoảng 1/2 tỷ trọng thôi, 50%. Anh chị nào mà chấp nhận rủi ro ngắn hạn có thể nó rung lắc giảm 3% chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể full hàng đối với nhóm chứng khoán được. Đó. Và mình nghĩ thì nhóm chứng khoán mà để test lại thì chắc là phải sau khi vượt 1.300, giống nhóm ngân hàng, lúc đó chứng khoán nó mới test lại. Còn giai đoạn này thì gần như là tất cả các nhóm ngành như là ngân hàng, chứng khoán thì khả năng nó cũng sẽ không giảm sâu mấy nữa đâu. Tại vì lúc này nó sẽ giữ giá để chờ cho cái cú vượt, cùng nhau kéo vượt 1.300 ha. Những cổ phiếu chứng khoán khác như là hôm qua chúng ta thấy có HCM bắt đầu lên tiếng rồi, thì có thể là trong 1-2 phiên tới nó cũng sẽ vượt được những cái đỉnh. Nếu mà vượt được cái đỉnh này thì nó sẽ đi lên anh chị. Nhưng mà thường bản tính của con này á, sau khi nó đi lên 1-2 cây á, thì nó lại tiếp tục tích lũy một cái thời gian dài. Đấy, bản chất của con HCM nó cứ đi lên, nó lại tích lũy một cái giai đoạn này. Đây nè, nó đi lên nó cứ tích lũy lại thế này. Cho nên bản chất của nhóm chứng khoán là sắp tới là nó sẽ tích lũy lại. Sorry, không phải chứng khoán mà là cổ phiếu HCM. Nó cứ tích lũy xong nó đi lên đoạn, nó lại tích lũy tiếp. Cho nên những cái vùng này thì HCM anh chị hoàn toàn mua được. Tuy nhiên nếu mà muốn tối ưu hóa lợi nhuận á, thì lên đây bán xong rồi lại cơ cấu sang cổ phiếu chứng khoán khác. Những con chứng khoán khác như là VCI nè, cũng đang hoàn toàn tích cực, test về gần hỗ trợ hết rồi nè. Đó, cho nên phiên thứ hai mình nghĩ anh chị hoàn toàn có thể mua được. Đặc biệt là nếu mà nó có rung lắc giá đỏ thì lại càng tốt, có thể nhảy vào mua luôn ha. Những con khác cũng tương tự, BSI cũng rất là giống VCI, đều là những cái vùng mua ha, đều là những cái vùng mua. CTS thì lại giống SSI. Anh chị thấy CTS thì giống SSI không? Đang tích lũy ở đây, không giảm thêm ha. Thì hoàn toàn có thể mua được. CTS cũng tương tự. Đấy. Hoặc là ORS hôm qua cũng nói anh chị là giảm là mua đi nè, giảm là mua đi, giờ bật rồi. Đó, thì tóm lại là nhóm chứng khoán tương đối là nhiều cổ phiếu mua được. Hoặc là cái con yếu hơn, rất là yếu ở bên dưới như là VND thì cũng đang hoàn toàn có thể mua được. Đó, VND hoàn toàn có thể mua được. Đó, nhưng mà vấn đề là có thể con này nó sẽ yếu hơn những cái con khác. Rồi, nhóm thép thì như mình nói, anh chị hoàn toàn có thể giữ tiếp con Hòa Phát để chờ lên trên đây. Hòa Phát thì tạm thời đang mạnh hơn Hoa Sen, Nam Kim về mặt đồ thị ha. Hòa Phát đã đi lên đến cản rồi, Hoa Sen, Nam Kim thì chưa. Thì hoàn toàn là những phiên tới thép có thể tiếp tục tăng để hòa cùng thị trường vượt 1.300. Đó, cho nên anh chị có thể giữ tiếp lên đến cái vùng trên này anh chị bán. Quanh cái vùng từ khoảng 28.5 là anh chị bán đẹp. Hoa sen thì vẫn đang chờ đây. Hoa sen vẫn đang chờ vượt, Hoa sen vẫn đang chờ lên đến cản này anh chị bán là đẹp. Đối với Hoa sen, Nam Kim thì nó sẽ khó vượt qua cản giống như Hòa Phát. Cho nên lên đến những vùng cản thì anh chị cứ bán ha, trong tuần tới. Thậm chí Hoa sen, Nam Kim đối với nhóm thép anh chị vẫn hoàn toàn có thể mua T cộng lúc này được. Đó, chờ thị trường vượt 1.300 là anh chị cũng bán nhóm thép luôn là cũng được ha. Đó, hoặc là nhóm thép thì còn có con VGS cũng đang mua được này. Tuy nhiên thì cũng chỉ là những nhịp mua T cộng và lên đến quan đỉnh thì chốt lời thôi. Đó, hoàn toàn là những cái điểm mua T cộng thoải mái. Nhóm khu công nghiệp thì mình thấy là cái nhóm này anh chị mua T cộng cũng được, còn không thì anh chị là mua để đánh sóng dài cũng được. Cái điểm mua quanh cái vùng 35-35 hoàn toàn là mua thoải mái. Nếu mà đánh T cộng sắp tới thì lên quanh cái đỉnh cũ. Đó. Còn theo mình, quan điểm của mình thì cái con này nó sẽ còn vượt đỉnh cũ. Những cái con khu công nghiệp sắp tới nó sẽ còn vào sóng tăng mạnh. Đó, cho nên đối với GVR thì cơ hội vượt đỉnh cũ là cao đó anh chị. Dĩ nhiên là trước mắt thì lên những khi thị trường vượt 1.300 thì lên những vùng này nó sẽ là một cái cản. Và chắc chắn sẽ có nhiều người chốt lời ở đây. Thì nếu chúng ta muốn tối ưu hóa lợi nhuận thì chúng ta chốt lời đây, chờ chỉnh chúng ta mua lại. Còn anh chị nào không muốn mua bán quá nhiều thì anh chị cứ nắm giữ luôn, mặc kệ nó rung lắc. Đó, thì dự kiến là như vậy thôi. Dự kiến lên đến những vùng này nó sẽ test nhẹ xuống. Sau đó thì nó lại tiếp tục vượt ha. Tiếp tục vượt. Rồi, những con khác của khu công nghiệp như SSC hôm qua anh chị cũng thấy rất là mạnh. Đó, thì dự kiến sắp tới SSC nó cũng sẽ tiếp tục tăng lên cái vùng 40 cho anh chị chốt lời ngắn hạn ha. Còn dĩ nhiên là sau đó thì cũng tương tự, nó cũng sẽ test lại rồi nó tiếp tục tăng lên những cái vùng đỉnh trên đây. Đó là con đường đi của cổ phiếu anh chị nhé. công nghiệp ốc THR. THR thì yếu hơn do vừa rồi bị suy giảm, nhưng mà sau 4 phiên tuần vừa rồi thì nó cũng đang trở lại. Thì sắp tới chuẩn bị nó vượt trở lại lên trên con dao găm thì nó cũng sẽ hướng lên những cái vùng cao. Cho nên đối với cổ phiếu này thì anh chị cũng có thể xem xét được. Nhóm bán lẻ thì đoạn này, giai đoạn này mình sẽ chê con Thế Giới Di Động, cho nên khi Thế Giới Di Động quay lại cái vùng cản quanh khu vực 67 thì anh chị nên bán đi. Anh chị nên bán cơ cấu đi, anh chị chuyển qua những con khác. Chuyển qua những con khác thì bây giờ đối với Maxan thì nó đã mạnh và nó tăng rồi, cho nên hiện tại Maxan á, thực ra Maxan nếu mà thứ hai mà nó rung lắc quanh cái ngưỡng 80 anh chị vẫn có thể mua được. Có 79 thì càng tốt, còn không thì mua 80. Còn nếu mà thứ hai mà nó tăng tiếp thì thôi bỏ qua Maxan và chờ Maxan. Sau đó có thể là sau khi vượt 1.300 thì Maxan nó lại một lần nữa quay lại 80. Và đó là cái lúc anh chị có thể mua trở lại ha. Còn những cái cổ phiếu bán lẻ khác thì mình chưa thấy có điểm mua, tuy nhiên nó cũng đang gần điểm mua. Ví dụ như con PET này, sau khi mà tăng rất mạnh ngày hôm qua thì nó đang bắt đầu rất ao. Thực ra con PET này thứ hai mà chỉnh nhẹ anh chị hoàn toàn có thể mua được luôn ha. Anh chị hoàn toàn có thể mua sớm, điểm mua sớm. Mặc dù chưa vượt cản nhưng mà chúng ta hoàn toàn mua sớm được để chờ nó vượt cản. Sau khi vượt cản sắp tới thì nó sẽ có xu hướng đi lên quanh đỉnh cũ. Dĩ nhiên là vượt cản xong nó sẽ còn rung lắc, còn test đi test lại ở quanh cản này rồi nó mới đi lên. Đó, tuy nhiên cái xu hướng sắp tới là nó sẽ lên được. Cho nên con pet này cũng là một con mà anh chị xem xét được. Digiworld thì yếu hơn. Digiworld thì yếu hơn và gặp cản. Cho nên đối với Digiworld thì mình không khuyến nghị anh chị mua sớm. Digiworld thì anh chị nên chờ sau khi nó vượt trở lại trên cái vùng trên mây này thì chúng ta mới nên mua. Đó, anh chị nào có hàng thì tạm thời thị trường trong tuần tới vượt lên 1.300 thì anh chị hãy theo dõi coi nó có vượt được cái vùng cản dao găm 46.7 không. Nếu nó vượt được 46.7 anh chị hoàn toàn có thể giữ được. Nhưng nếu thị trường vượt 1.300 mà con này nó không vượt được 46.7 thì anh chị nên bán để cơ cấu nhé. Còn nếu mà thị trường vượt 1.300 mà con này nó vượt trở lên được 46.7 thì anh chị cứ hoàn toàn nắm giữ luôn, không cần phải bán. Nói chung nhóm bán lẻ thì mình đánh giá là khi mà cái con trụ là Maxan nó chạy rồi thì sắp tới nhóm bán lẻ nó cũng sẽ có nhiều cơ hội. Nhưng mình sẽ không đánh con Thế Giới Di Động anh chị nhé. Rồi những cái nhóm khác như là ngân hàng, dầu khí, chứng khoán. Dầu khí thì mình vẫn đánh giá là dầu khí sắp tới thì nó cũng sẽ ổn thôi, nó cũng sẽ đi lên từ từ. Cho nên đối với dầu khí này, sau khi nó vượt xong thì nó đang test lại anh chị ha. Đây là nối các cái đỉnh thì nó đang test lại. Test lại xong thì dự kiến sắp tới thì dầu khí thì nó hơi khó đánh, nhưng mà dự kiến là nó cũng sẽ đi lên được. Đó. Cho nên tạm thời anh chị cứ giữ nhóm dầu khí thôi. Nếu mà anh chị có nhóm dầu khí á, thì anh chị hoàn toàn giữ được. Nhưng sau khi thị trường vượt 1.300 xong thì mình cũng nghĩ là anh chị có thể là nên cơ cấu nhóm này. Đó, để chúng ta tập trung vào ngân hàng, chứng khoán, hoặc là thậm chí khu công nghiệp, thậm chí là một số các cổ phiếu bán lẻ mình vừa nhắc. Đó, tức là tập trung vào những cái nhóm nào có cơ hội có sóng thì nó tốt hơn. Rồi, còn bây giờ thì dầu khí anh chị hoàn toàn có thể nắm giữ ha, chưa cần phải bán vội. Đối với nhóm đầu tư công anh chị, đầu tư công chúng ta thấy hiện tại CAI đang có điểm mua này. Ai mà thích đầu tư công anh chị hoàn toàn mua CI lúc này được. Mục tiêu gần nhất là lên quanh cái đỉnh cũ này thì bán. Mục tiêu gần nhất là cái vùng này, lên cái vùng này thì bán. Từ 16.5 cho đến 17.5, đó là cái vùng mà bán. Vùng này mua được, hoàn toàn mua được. Thị trường vượt thì đầu tư công cũng sẽ đi lên thôi. HHV thì khả năng nó cũng sẽ tăng, nhưng mà hiện tại HHV nó không có điểm mua đẹp. VCG thì hiện tại là đang có điểm mua. VCG thì cũng ok. Mục tiêu thì cũng giống như CI thôi. Đấy, cái vùng để bán này là cái vùng khoảng từ 20 cho đến 21 là cái vùng để bán đối với con VCG này. Hoặc là đầu tư công thì hôm qua mình cũng trong livestream mình cũng có nói anh chị là mua con Đạt Phương, cuối phiên nó tăng đến 3%. Đó. Chúc mừng anh chị nào mua theo Tùng nói vào buổi livestream ngày hôm qua. Thì dự kiến sắp tới Đạt Phương nó sẽ còn đi lên cái vùng quanh 60-61. Đây là cái vùng mà đỉnh cũ. Lên đến đây anh chị chốt lời là đẹp ha. Nó rất là tốt. Đây là một số cổ phiếu đầu tư công. Còn những con dệt may thì lúc này mình đang thấy cái nhóm dệt may tạm thời đang rất yếu. Dĩ nhiên có thể sắp tới nó đi lên được, nhưng mà anh chị không nên mua. Và nó đi lên thì là hoàn toàn cơ hội để anh chị cơ cấu ha, cơ cấu chứ không nên mua. Ví dụ TCM cả nó rất dày, TNG thì giai đoạn vừa rồi nó đang yếu, có thể đi lên nhưng mà điểm mua không đẹp. VGT thì cũng vậy, cản đang rất dài. Để thoát được cái cản này nó còn cả đống thời gian ha. Hoặc là những cái con dệt may khác như là con Gil thì nó vẫn đang ngập lặn ở bên dưới thôi, chưa có dấu hiệu gì tốt cả. Thì tạm thời là dệt may nó cũng không có ok ha. Còn thủy sản thì mình đang thấy là thủy sản thì cũng ok, có thể là có một nhịp T cộng dành cho anh chị. Ví dụ như nếu mà phiên thứ hai anh chị thấy con ANV này vẫn giữ được trên 33 thì anh chị có thể mua để đánh một nhịp ngắn lên quanh cái đỉnh cũ khoảng tầm 35. Đấy, lên đến đây thì anh chị chốt thôi, đừng có kỳ vọng nhiều. Hoặc là đôi khi nhá, đôi khi chúng ta kỳ vọng 35 nhưng mà thực ra 33 nó chỉ lên được 34 hoặc là 34.5 thôi. Thì tóm lại là cái giai đoạn đó thì sau khi thị trường vượt 1.300 chúng ta sẽ đánh giá lại. Nhưng mà mình nghĩ đối với những cái cổ phiếu này có thể dòng tiền nó yếu, nó cũng không lên được nhiều. Thì tóm lại là có lãi thì chúng ta bán. Đặc biệt là nếu sau đó ngân hàng chứng khoán mà lại xuất hiện điểm mua thì chúng ta cần phải bán để nhảy trở lại ngân hàng chứng khoán. Đó. VSC cũng đang tích lũy cũng khá tốt nè anh chị. Thực ra con VSC này anh chị mua cũng được nè. Mua quanh cái vùng khoảng 71-72 này đều ok nè. Đó. Mục tiêu ngắn hạn thì 71-72 lên đến khoảng 74 là cản giao găm, là chốt lời T cộng. Sau đó thì nó sẽ còn khả năng vượt 75 để lên 78-79. Tuy nhiên nhóm này thì nó không có sóng ngành, cho nên thường là nó sẽ đi chậm hơn. Nó sẽ đi chậm hơn đó. Đó, anh chị muốn đánh T cộng thì cứ lên khoảng 74-75 thì anh chị cứ chốt trước. Đấy, hoàn toàn là điểm mua đẹp. Vẫn là điểm mua đẹp. Những cái điểm mua này của con VSC này, điểm mua này nắm dài lên đến cuối năm cũng được luôn. Đó. Ok, thì đây là chia sẻ một số các cái nhóm ngành cho anh chị ha. Tóm lại là nhìn về thị trường thì lúc này mình thấy hoàn toàn là cơ hội tốt. Kể cả cổ phiếu trụ như con Vinamilk nó đang yếu. Nhưng mà nếu tuần tới nó vượt qua 68.3 cái là sau đó Vinamilk nó cũng sẽ đi lên lại được. Vượt 683 là nó cũng sẽ lên lại anh chị ha. Đó, cho nên hoàn toàn là cơ hội cho thị trường. Thị trường lúc này mình không thấy có điều gì xấu cả. Vậy thì vấn đề của chúng ta là chẳng có cái nhóm nào mà phân phối ở đây. Tạo lập họ gom hàng để đánh sóng ngành thì họ cũng gom từ 6 tháng đến cả năm rồi. Cho nên họ cũng không có phải là có lãi 10 cho đến 20% là họ chốt bỏ cuộc chơi. Tức là cái câu chuyện cuộc chơi nó sẽ còn kéo dài. Đó, vì vậy chúng ta đừng có sợ thị trường lúc này anh chị ha. Đó, mọi người cứ tự tin vào. Anh chị coi kỹ video này. Những cái điểm mua nào mà mình nói có thể mua được thì anh chị hoàn toàn có thể mua trong tuần tới. Mua đầu tuần, sau đó chờ thị trường vượt 1.300 thì anh chị có thể là sang tuần sau anh chị bán chốt lời T cộng. Đó, rồi chúng ta sẽ chờ cơ cấu lại để tập trung vào sóng ngành tiếp nhá. Còn cái việc mà vượt 1.300 thì dòng tiền nó sẽ lan tỏa. Như mình đã chia sẻ với anh chị nhiều lần gần đây rồi. Đó là thời điểm mà thị trường vượt 1.300 sẽ không phải là mỗi ngân hàng kéo, không phải là mỗi chứng khoán kéo, mà nó sẽ lan tỏa dòng tiền ra nhiều nhóm ngành. Có ngân hàng, có chứng khoán, có thép, có bất động sản, có khu công nghiệp vân vân. Nó sẽ có nhiều nhóm ngành tăng giá trong thời gian sắp tới khi thị trường vượt 1.300. Nhưng sẽ có những cái sóng ngành nó tiếp diễn, nhưng có những nhóm cổ phiếu chúng ta nên chốt lời T cộng tại vì nó không có sóng ngành nha. Thì đó là cái mà chúng ta phân biệt. Và cái phiên mà vượt 1.300 vì dòng tiền nó sẽ lan tỏa ra nhiều nhóm ngành thì khả năng rất cao tiền nó sẽ quay trở lại vào cái phiên đó, và thậm chí sự FOMO cũng sẽ kéo theo và thị trường có thể thanh khoản sẽ quay lại cái ngưỡng trên 30.000 tỷ trong một phiên đó thôi. Đó anh chị nha. Cho nên chúng ta đừng FOMO vào cái phiên đó mà chúng ta hãy cố gắng mua trước để đón đầu. chờ những phiên đó nó bùng nổ thì chúng ta chốt lời T cộng là đẹp anh chị ha. Rồi thì những cái gì mình chia sẻ với anh chị thì mình đã nói đi nói lại và nói rất kỹ ha. Hy vọng là những cái chia sẻ này trong video cuối tuần này sẽ giúp cho anh chị trong tuần tới có một cái bức tranh, có một cái kế hoạch, một cái chiến lược giao dịch thật là hiệu quả đó, và để cho chúng ta chuẩn bị một cái cơ hội rất lớn để kiếm tiền trong giai đoạn ít nhất ngắn hạn là 2 tuần tới cho những nhịp T cộng, và dài hơn xa hơn là giai đoạn cuối năm vẫn là những con sóng ngành đang chờ đợi anh chị ha. Sóng rất là lớn cho nên chúng ta đừng bỏ qua cơ hội. Ok, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Chúc anh chị có 2 ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Cả nhà nhớ tặng cho Tùng một cái like, chia sẻ và nhớ để lại bình luận vào phần bình luận bên dưới video này ha. Kết thúc video thì anh chị nhớ liên lạc với Tùng theo số điện thoại 0902 986 119 và đồng hành cùng với Tùng bằng cách mở tài khoản tại SSI theo ID 2758 hoặc là tại Gem theo ID là BR8351. Ok, welcome tất cả anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.